năm 2024 nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, đoàn phường Phú Hòa tổ chức lễ thắp nến tri ân nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và đó cũng chính là lý do của chương trình ngày hôm nay. Nhằm trang trọng và đảm bảo sự trang nghiêm của buổi lễ, các đồng chí vui lòng không vỗ tay khi giới thiệu đại biểu. Đến dự buổi thắp nến ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Thị Ngọc Bích, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Phó Bệnh phường, đồng chí Vũ Thế Tạo, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Bí thư đoàn phường, cùng toàn thể các bạn là đoàn viên thanh niên và cùng các cô chú của chiến binh. Đại biểu, chiến tranh đã qua đi, những mất mát từ các cuộc chiến tranh không thể nào xóa nhòa được. Các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương của mình để giành được độc lập và tự do dân tộc Việt Nam. Sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Hôm nay, đoàn phường Phú Hòa tổ chức buổi lễ thắp nến tri ân, qua đó xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự hy sinh to lớn và anh dũng vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, của tất cả các anh hùng liệt sĩ. Để tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu và hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, để nhớ đến những công lao to lớn ấy, xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên dành một phút đặc biệt. Trẻ phường Phú Hòa thực hiện công trình thắp sáng đài liệt sĩ. Xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Thế Tạo, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường tiến lên phía trước để nhận bản tượng trưng công trình. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Thị Ngọc Bích, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Thế Anh, Bí thư đoàn phường sẽ lên trao bản tượng trưng. Xin trân trọng kính mời. Về thăm lũy tre làng quê hương. Về đây, các anh ơi, xin hãy về đây.
trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam. Hỡi các anh những linh hồn không tuổi, hỡi các mẹ, các chị, các em, máu đã thấm vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi.